Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn tình yêu hôn nhân của Thảo. Và chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nữ. Nhưng mà tuy là video ấy dành cho các bạn nữ thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng rất cần thiết cho các bạn nam. Bởi vì các bạn nam biết được những cái điều này để các bạn có thể tìm ra được những cái điều tốt của bad boy. Và các bạn sẽ kiểu như là phát huy những cái điều đó. Tuy mình vẫn là người tốt, người chân thành, nhưng mà mình có một số cái đức tính của bad boy thì sẽ khiến cho các bạn trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn, và sẽ khiến cho người con gái kiểu như là say đắm các bạn hơn nha. Và chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau đó chính là điều gì ở bad boy khiến cho phụ nữ say đắm, mê mẩn. Thì đó là những cái điều gì nha. Bad boy thì sẽ có nhiều chiêu trò hấp dẫn phụ nữ, rồi họ thể hiện nam tính của mình, rồi thể hiện bản lĩnh trong mọi tình huống. Chính điều đó tuy sẽ làm cho phụ nữ có thể đau, có thể khóc vì họ, nhưng mà thực sự thì phụ nữ vẫn yêu say đắm họ. Và dưới đây mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái ở một bad boy mà sẽ khiến cho phụ nữ say đắm nha. Đầu tiên, cái điều đầu tiên ở bad boy sẽ khiến cho phụ nữ say đắm đó chính là ngoại hình. Có những bạn nam ấy thì lại không coi trọng vẻ ngoại hình, bởi vì anh ta tài giỏi rồi, anh ta không cần quan trọng ngoại hình. Nhưng các bạn ạ, cho dù phụ nữ hay đàn ông, cho dù các bạn giỏi đến mức nào thì có nghĩa là khi mà mới tiếp xúc thì các bạn cũng không thể biết được, nhưng mà khi mà đi đâu các bạn cũng ăn mặc rất là bảnh bao, rất là hợp thời trang, thì khi đó con gái sẽ rất là thích. Điều thứ hai ở bad boy mà phụ nữ cực kỳ thích mà bất kỳ người đàn ông nào cũng nên có, đó chính là cái việc đối xử tốt với phụ nữ. Có nghĩa là chiều chuộng phụ nữ. Bad boy luôn biết cách làm hài lòng phụ nữ, luôn luôn biết cách kiểu như là biết thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ và sẽ làm hài lòng họ. Chính vì điều đó làm cho con gái kiểu như là bị phụ thuộc ấy, không thể rời được. Mặc dù biết là cái người đàn ông này thực sự là không tốt ấy, người đàn ông không tốt, nhưng mà vẫn muốn bám theo, bởi vì người đàn ông làm cho mình kiểu như là sao xuyến quá, rung rinh quá, làm cho mình luôn luôn có cảm giác được yêu, được trân trọng. Và điều thứ ba ở bad boy khiến cho phụ nữ rất là say mê, đó chính là khi ở bên cạnh bad boy thì phụ nữ luôn được là chính mình. Khi ở bên cạnh bad boy, phụ nữ không cần phải cố tỏ ra là người như thế này, như thế kia để làm hài lòng một cái chàng trai. Mà khi ở cạnh bad boy, phụ nữ thoải mái, tự tin, được là chính mình, thì khi đó phụ nữ sẽ rất là thích và cảm giác như là ở bên cạnh cái người này ấy, mình luôn cảm thấy là mình rất thoải mái, không cần phải gò bó, không cần phải áp lực, không cần phải cố gắng để trở thành một ai đó, trở thành một điều gì đó tốt đẹp, mà được là chính mình. Bởi vì trong tình yêu, được là chính mình là điều cực kỳ quan trọng. Khi trong tình yêu các bạn không được là chính mình, khi đó đau khổ vô cùng, cho dù là nam hay là nữ nha. Điều thứ tư mà phụ nữ rất là say đắm ở bad boy, đó là có thể phụ nữ cảm giác là sung sướng khi được thuần hóa được bad boy. Có nghĩa là cậu ta ở trong trường hoặc là ở trong công ty, họ luôn bị mọi người kiểu không thích ấy. Nhưng mà khi yêu người phụ nữ này rồi, khi yêu phải một cô gái rồi ấy, thì anh ta trở lên là rất là hiểu chuyện, rất là biết điều, rồi rất là quan tâm, rất là chiều chuộng phụ nữ. Thì phụ nữ cứ nghĩ là mình có thể thuần hóa được bad boy, nhưng mà sự thật thì như thế nào thì chúng ta còn chưa biết. Nhưng mà phụ nữ có cái cảm giác như thế, thế là phụ nữ rất là thích, kiểu như là không ngờ một người đàn ông có thể thấu hiểu tâm lý của phụ nữ như thế, biết chiều chuộng phụ nữ như thế. Mình cảm thấy sung sướng quá. Và phụ nữ cứ nghĩ rằng mình có thể thuần hóa được bad boy. Và điều thứ năm ở bad boy mà phụ nữ rất là say đắm, đó chính là thể hiện cái sự nam tính. Rất nhiều bad boy đã thể hiện cái sự tự trọng của mình và cái sự mạnh mẽ vượt qua được những cái nghịch cảnh. Ví dụ thể hiện được cái sự tự trọng là gì? Khi mà một cô gái cô không còn yêu mình nữa, bad boy sẵn sàng rời đi luôn. Đấy chính là thể hiện cái sự nam tính của mình và thể hiện cái bản lĩnh của mình. Chính điều đó thì khiến cho phụ nữ rất là say đắm luôn. Khi mà phụ nữ đối xử không tốt với anh ta sẵn sàng rời đi. Và khi đó phụ nữ sẽ thấy tiếc, sẽ thấy lúi, mà một good boy thì không làm được. Và họ cứ bám lấy cô gái và cô gái thấy chán, còn bad boy rời đi luôn, họ sẽ thấy mất một điều gì đó và họ thấy tiếc
Và khi con gái thấy tiếc thì họ mới biết trân trọng. Và ngoài ra ấy, bad boy còn sống đúng với cá tính, tâm trạng của mình, sống đúng với con người thực của mình. Và họ không cần phải che đậy bằng bất kỳ một hình thức nào cả. Chính cái điều đó cũng là một trong những cái cách mà phụ nữ đánh giá rất là cao. Bởi vì đôi khi có những người đàn ông ấy thể hiện ra là một người rất là tử tế, rất là tốt, nhưng mà cuối cùng lại là một cái gã sở khanh. Và trong khi đó bad boy thể hiện luôn mình là bad boy. Và phụ nữ cảm giác là họ thể hiện được cái cá tính thật của mình ấy, thì dẫn đến phụ nữ rất là tôn trọng. Cái điều thứ 6 ở bad boy mà phụ nữ rất là say mê đó chính là bad boy biết bảo vệ người phụ nữ của mình, cũng như là biết cách thể hiện tình cảm. Khi mà yêu một ai đó thì biết bad boy sẽ biết cách làm để cho cô ấy sung sướng, để cho cô ấy hạnh phúc. Cũng có thể là thường thì anh ấy luôn luôn làm cho cô ấy bất ngờ vì những ngày kỷ niệm, những cái ngày lễ. Nhưng mà cũng có thể một ngày cô ấy cảm thấy bâng khuâng, cô ấy cảm thấy là hôm nay anh ấy không đến rồi, và mình thấy buồn. Và khi tâm trạng của cô ấy đang buồn đến một cái giới hạn nào đó thì bad boy đến mang theo một cái bản tình ca lãng mạn, một bó hoa tươi thắm và tặng cô gái nhân một ngày lễ nào đó, thì chắc chắn rằng không một cô gái nào có thể cưỡng lại được cái sự lãng mạn và ngọt ngào như thế của bad boy. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng tất cả những người đàn ông cần học tập những cái điểm này của bad boy. Tất nhiên rồi, bad boy cũng có những điểm không tốt và những cái điểm tốt. Tuy nhiên có những cái điểm tốt thì chúng ta học tập, cái điểm không tốt thì chúng ta không cần học và chúng ta có thể bỏ đi. Thì chính cái điều đó sẽ giúp cho các bạn có thể ngày càng tốt hơn. Và cái điều thứ 7 ở bad boy sẽ khiến cho phụ nữ say đắm, đó là bad boy sẽ không a dua theo đám đông. Bad boy rất cá tính và thể hiện mình, chứ không phải là người ta như thế này mình cũng như thế này, người ta như thế kia mình cũng như thế kia đâu. Bad boy có những cái cách tán tỉnh phụ nữ theo cái cách riêng của họ, và chính điều đó tạo được cái sự rung động của phái nữ và khiến cho phụ nữ rất là thích. Các bạn ơi, trên này là những cái chia sẻ với một bad boy, những cái 7 điều mà bad boy sẽ khiến cho phụ nữ rất là say đắm. Tất cả các bạn nam mình nghĩ rằng nên học hỏi những cái điều đó. Có những cái điều chúng ta không nên học hỏi, nhưng có những điều chúng ta học hỏi. Đôi khi những cái sự ngông cuồng của những bad boy sẽ làm cho phụ nữ rất là phấn khích và phụ nữ cảm giác là rất là sung sướng. Bởi vì cái cảm xúc của phụ nữ nó thường lên cao bởi những cái sự bất ngờ mà bad boy thường dành cho. Chính vì thế đôi khi các bạn cũng có thể áp dụng một số phương pháp của bad boy để khiến cho tình yêu của các bạn ngày càng thăng hoa hơn. Tất nhiên rồi, bad boy có những thứ mà chúng ta không nên học. Tất nhiên rồi, có những cái điều tốt thì chúng ta cũng nên học nha. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.